Belibo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay belibostore.com. Vâng, đây. Và như vậy là léo léo vào là mời được Khiêm ngay. Để mẹ nó kiểu như kỵ hệ hay sao ấy. Vâng, start không nhanh không em đít anh ơi. Trận đấu sẽ bắt đầu ngay. Và chúng ta đến với cặp đấu của Văn Khiêm và Đít Choi, và chúng ta thấy là bên đội hình của Đít Choi rất mạnh. Với dàn hảo thủ TI20+5 rất thời thượng, và một cao thủ võ lâm danh in game thì top 30 rất cao, cao hơn cả Văn Khiêm. Còn danh nạp thẻ thì chắc cũng tương đối. Và rất xin lỗi các bạn, không biết là có cái sự kỳ thị nào không, nhưng mà AK của mình không nhìn thấy Văn Khiêm được, phải nhờ léo léo vào mời. Đúng kiểu vậy, lỗi server. Tôi thì lúc nào cũng thấy Đít Choi. Thấy thành viên của ILF đủ 3 người luôn. Nhưng tuyệt nhiên là không thấy Văn Khiêm đâu cả. Vẫn nhìn thấy léo léo và Ngọc Quang. Kỳ lạ, vãi cả đái. Hai bên cũng đều ping 2, đều là người Hà Nội cả. Arsenal qua đá sao à? Bình thường. Đối thủ nó đá kém quá thôi. Qua Newcastle toàn thằng đá ngu. Nhưng mà thôi cũng được. Thôi gặp đội yếu ăn được thì còn ok. Dù béo. Theo quan sát chúng tôi thì có vẻ như là những cái bước chạy của các cầu thủ hai bên đang khá là nặng nề. Hiện tại thì Văn Khiêm đang thi đấu bằng tay cầm đua sốc 4. Trước đây thì Khiêm chơi bằng tay cầm Xbox One S. Và sau đấy thì đổi sang đua sốc 4. Có đúng không nhỉ? Tôi phải hỏi lại đã. Hình như ngược lại chứ. Chơi đua sốc 4 chán là chuyển về 1S thì phải. Thằng này chơi phá tay cầm quá nên là không nhớ nó ra cái gì. Anh em có thể thấy được cái lối chơi của Văn Khiêm là cầm bóng lắc lư nhiều hay bị cong cần. Anh ơi, cầu thủ TI có lên giá lại không anh? Nó rớt hoài. Cái người mua rồi thì mong nó lên giá, còn cái người mà chưa mua thì lại mong nó xuống giá. Còn với gà rán thì gà rán đéo quan tâm là nó lên hay xuống đâu. Gà rán quan tâm là các bạn có nạp thẻ vào game nhiều hay không thôi. Cho nên là trước khi mà mùa TI limit kiểu gì trả ra vài đợt, vài turn nữa để cho các bạn nạp tiền. Mà khi mà chúng ta nạp tiền nhiều vào thì khả năng là nó xuống giá sẽ cao hơn. Hàng nhiều thì nó xuống. Còn streamer thì làm sao mà đoán được là nó lên hay nó xuống. Cái đấy nó có phụ thuộc vào cái cánh làm nội dung của tôi đâu. À, Xbox 360 sang DS4. Ok, thông tin đến từ Ngọc Quang. Chào Mai Hiếu nhá, lát nữa thì Hiếu có thể gửi kèo. Hôm qua còn kèo của Trung Thành chưa mở. Qua live xong mình mới ăn cơm. Mà đói quá.
xuống nấu cơm ăn cơm thì ăn mãi không hết bát cơm vì đau bụng. Với lại thời tiết nó thay đổi, tôi hơi mệt. Hiệp 1 kết thúc cực kỳ là nhạt nhòa. Hai bên đá kiểu mèo vờn chuột. Văn Khiêm khi mà gặp phải một đội hình rất khỏe phía bên kia, đéo thấy sút được quả nào cả, và bây giờ thì lại có tình trạng đứt kết nối đến với trọng tài. Trước mặt mấy anh em ở đây, mình xin gửi lời quan ngại sâu sắc đến chất lượng server của gà rán. Đéo hiểu. Nói về server game thì nhà cung cấp FPT cung cấp server game không tệ. FPT chỉ cung cấp cái dịch vụ cá nhân, dịch vụ mạng net hộ gia đình là tệ thôi. Bớt tí, pha dứt điểm cho góc không ăn. Một tình huống dứt điểm sở trường bằng chân trái nhưng lại không vào của CBO phản công. Rất nhanh. FPT là cung cấp mạng cá nhân sử dụng hộ gia đình là rất tệ. Nhưng mà nói về server game thì server FPT được đánh giá cao. Nhưng mà nó vẫn lag như thế này thì tôi nghĩ là do gà rán mua gói rẻ. Gói server với chất lượng không cao, mức giá thành rẻ. Cho nên là nó mới như cái đầu bòi này. Đông người chơi một tí thôi là quá tải, và cái tình trạng này nó diễn ra rất là lâu rồi. Nếu các bạn nào mà chơi game FIFA 4 từ đầu thì các bạn sẽ biết là cái tầm cao điểm tầm tháng 10, tháng 11 năm 2018 là cái thời điểm đấy server buổi tối lag kinh khủng. Nó do người chơi đông. Sau đấy chúng ta thấy là nó không lag mấy nữa. Là bởi vì người chơi bỏ game nhiều. Ít người chơi thì nó không lag. Đến thời điểm này bắt đầu có nhiều streamer nổi tiếng họ chơi FIFA 4 thì họ cũng kéo theo một số lượng người chơi nhất định. Kết hợp với đại dịch Corona, rất nhiều các học sinh sinh viên ở nhà nó chơi game suốt ngày. Buổi tối thêm mấy ông đi làm về nữa cái lag loài. Hơi tí là quá tải. Mình đoán vậy. Những cầu thủ Việt Nam như là Đình Trọng chơi FIFA 4 khá là hay nha. Theo những thông tin mình nhận được là đá danh siêu sao đấy, Đình Trọng đá danh siêu sao đấy. Nick in game là Trọng Trần 21 không giấu. Henry pha dứt điểm vào góc gần của Thierry Henry. Phút 81. Thủ môn của bên phía ILF là Moya, thủ môn Moya. Mình cứ tưởng là Handanovic, hóa ra không phải. Tầm này các nhà mạng cũng chặn các trang web giáo dục rồi, chứ nếu mà tầm này mà không chặn thì tôi đảm bảo với các ông là mạng nhà các ông nó còn lag nữa. Bởi vì những cái trang web giáo dục nó ngốn băng thông rất nhiều. Ông nào cũng xem full HD không che thì nó rất ngốn băng thông. Đây rồi Mane, phạt cửa lòng của Sadio Mane, tuyệt vời. Ngay vào phút thi đấu chính thức cuối cùng. Mane có một tình huống đỡ bóng khéo léo vượt qua Vieira. Mình đúng rồi, Vieira hơi ngáo. Bàn kết thúc 90 phút và chúng ta có tỷ số là 1-1. Nói về thông số dứt điểm thì bên phía đại diện ILF làm tốt hơn. Cái thể chất của Mane trong cái mùa giải T20 nó rất là tốt. Nhưng mà server mình thì không mấy người dùng Mane cả. Mặc dù Mane được đánh giá là rất ngon. Có lẽ là vì anh ít fan.
Cú dứt điểm của Robéo không ăn thua. Con bài sát nhân có thể là con CR7 kia cả. Thắng cả Thành Hòa luôn, đó sếp. À, có gì đâu, thắng Thành Hòa thì có gì đâu. Có ai đá mà không thua đâu anh em. Pha dứt điểm của Dô Béo rất bất ngờ, bóng đi liệng. Nhưng lần này thì Xét Nhi đã một tay đấm bóng. Cú sút của Dô Béo là một cú sút mu lai má rất nhanh. Liên tục là những tình huống hãm thành đến từ những chân sút trong áo vàng. Hơi đen. Họ đã không thành công. Cầm bóng vượt trội nhưng mà đối phương lại dứt điểm nhiều hơn. Văn Khiêm trận này không cậy đội hình được nữa rồi. Cũng xem không nổi à Ngọc. Vâng, Son Heung-min TI20 vào. Đội hình của bên phía Detroit công nhận là rất khổng. Vâng, để tôi kiểm tra thì sau cái cặp đấu này để mình op chim. Bật là lại modem mát xem như nào. Một cái ông kêu lắm vãi cả đái. Nhưng mà trước khi off live stream tôi sẽ show cái thông số cho câu xem như nào. Không có dấu hiệu gì là lag đến từ cái máy này cả. Mạng ngon bình thường. Các bạn xem này, đừng để chế độ tự động của Facebook. Anh em chọn một cái độ phân giải nào đấy, thử để 720 xem. Ronaldo có cơ hội dứt điểm treo góc nhưng Ronaldo lại chọn phương án quá an toàn. Lần này thì đô thất bại. Ăn cắp chiến thuật cú khiêm à. Nhìn đá ngu thế mẹ, ăn cắp đéo ấy. Đấy, xử lý như thế rồi ăn cắp gì em. Của CBO sẽ là người bước lên bắn phát súng đầu tiên. Phát súng chí mạng đến từ cụ CBO. Vãi lìn. Đéo vào. Bây giờ là Dô Béo với mái đầu khất. Giật C rất tốt. Okay, Hoàng Sơn. Có khi là anh em tương tác với fanpage nhiều hơn đấy. Kiểu là chat vào mấy cái post ảnh ấy. Comment vào mấy cái post ảnh để cho nó hiện cái tương tác lên. Nó sẽ tốt hơn, nó sẽ dễ thông báo hơn. Mấy cái post ảnh hàng ngày mà bên cộng tác viên bên mình vẫn post ấy. Anh em vào comment bên đấy thì nó sẽ tốt. Vâng, pha dứt điểm của Gulit, sút như bòi vậy. Son Heung-min vào sân chỉ để đá pen. Thế nhưng đéo vào. Phút thứ 117, Son Heung-min vào thay cho CR7 vậy. Ôi giời ơi, Eusebio của cả hai bên đều tương đối là ăn hại. Cháu xin lỗi cụ nhưng mà đúng là nó tệ thật. Pơ tí vàng đã thành công. Pơ tí đỏ thì sao? Cú sút quyết định của Vieira. Anh có vẻ rất đắn đo và nắn nót. Ôi giời! Vâng, xin chia buồn cùng với Văn Khiêm. Rất nắn nót. Đéo ăn thua. Tâm lý tương đối kém của Văn Khiêm đã giúp em được về nhà sớm. Người thi đấu thứ hai VHND sẽ là bạn Léo Léo.
EA Sports. It's in the game. Bím TT hay bím hot, câu này. Câu này hình như có bài viết rất cụ thể trên bimbe.com. Nên mình không trả lời trên stream nữa. Kante nên mua 19 ti cộng 3 hay 20 ti cộng 1 á? Không nên mua con nào cả, Kante đáng ngu vãi cứt. Nào mình lại là mình đây, lại vào đây. Chúng ta sẽ mời bạn Léo Léo vào. Tăng Văn Khiêm với khả năng câu giờ đá pen, sau đấy SML. Họ tăng hay toàn những người kiểu kiệt xuất đấy chứ, tăng Thiết Giáp này, tăng Thanh Hà cái thứ này, toàn người kiệt xuất. Không hiểu sao lại có Văn Khiêm vào, tự nhiên nó lại là một nốt trầm. À, Léo Léo vào hạng 22 siêu sao, toàn cao thủ vào giải đi chứ. Hạng 22 đấu với hạng 30 rất tốt. Đội hình của Léo Léo thì là đội hình chuẩn thi đấu gà rán. Giá trị không được cao. Sân vận động Âu Trăm Phạch. Và Léo Léo sẽ là người giao bóng trước. Cá nhân tôi cương vị trọng tài thì thấy rằng là bình luận nhiều nó cũng mệt. Cho nên là bên nào mà có vận động viên clear thì mình sẽ thấy vui hơn. Diễn ra càng nhanh, càng tốt. Kevin, không được à? Kevin tranh chấp bóng mỏng với Văn Đại thì đúng là không có cửa. Rodwell cộng 8, CR7, úi rồi. Pha dứt điểm hơi vội vàng của Cristiano Ronaldo. Tự tin với cái chân trái của mình, Ronaldo vùng chân rất căng. Nhưng mà anh hơi tự tin thái quá. Cú dứt điểm của anh bóng đi thẳng lên tầng 5 của khán đài Old Trafford. Dùng Firefox mà xem này, ok. Đấy anh em thấy chưa? Nhiều ông cứ hỏi cốc cốc thì sao anh? Cốc cốc nó cũng lấy ruột từ Chrome thôi. Giống như là cái con Chrome nó cởi chuồng ra sau nó mặc cái áo mới vào thì nó thành cốc cốc vậy. Anh em dùng Firefox nhé. Cái cơ chế AI các thứ của thằng Phốc Phốc nó khác. Nó đỡ ngốn RAM hơn. Ông nào tự tin máy M32GB RAM mà các ông cứ tự tin để xem thằng Chrome nó vẫn lag lòi nhé. Nó dọc cái code trình duyệt rồi. Hy vọng là Google sẽ fix. Mình nghĩ là Google nó cài quá nhiều cái con bot lấy thông tin dữ liệu của người dùng vào trong cái trình duyệt Chrome cho nên là nó mới lag như vậy. Trước đây thì trình duyệt Chrome chạy mượt, bây giờ thì càng ngày càng bựa. Úi dồi ôi, mẹ cụ CBO phóng kìa. Thoát cái cụ chạy từ giữa sân vào 16m50 rồi. Các bạn không tin là trình duyệt là Chrome nó lấy thông tin của các bạn gì. Các bạn vào Facebook nhắn tin với bạn gái là em ơi anh buồn ỉa quá. Sau đấy các bạn tắt Facebook đi. Các bạn bật sang google.com và các bạn chỉ cần bật lên phát hiện ngay cái tìm kiếm gợi ý đầu tiên sẽ là bán bồn cầu. Đảm bảo các bạn luôn. Cái tin nhắn cá nhân của các bạn gõ vào trong trình duyệt. Nhưng mà nó cũng bị soi. Và nó sẽ gợi ý cho các bạn những cái mặt hàng liên quan ngay. Vơ tí. Quay cuồng. Đó là lối chơi của Léo Léo. Léo truyền cho De Bruyne. Nhưng bóng lại đến chân của Vơ tí. Và Vơ tí quăng giày ra ngoài. Không có gì lạ này. Đá rất bừa bậy.
Đấy là Facebook lấy mà anh đây, mẹ đã bảo rồi, gõ vào Facebook ra tắt Facebook đi bật Google, nó vẫn gợi ý bồn cầu. Thằng nào nó cũng lấy cơ sở dữ liệu của các bạn hết. Thằng Facebook nó còn lấy ảnh chụp của các bạn cơ. Đây rồi, pha quăng chân của Mane, và Mane ghi bàn liên tục bằng chân trái các bạn ạ. Liên tục là những tình huống ghi bàn bằng chân trái, và đây là một tình huống hậu rất dở đến từ Léo Léo. Khi mà CDM cũng như là tiền đạo đã tụ lại một chỗ và để hỏng Mane. 1-0 rồi. Rapoti 20 đá vẻ ghê quá nhỉ. Ai khôn. Thể hình cũng được ấy chứ, cao 1m89, nặng 86 cân, khá đầm. Hiệp 1 kết thúc với phần thắng 1-0 tạm nghiêng về phía Detroit. Như này Ngọc Quang chuẩn bị đái ra quần rồi. Pha xử lý hơi dườm của Kevin khi mà anh xuống sát đường biên. Và cái góc này thì đúng là quá khó cho Kevin rồi. Góc rộng hơn một chút thì nó còn có thể vào. Ui giời, sút rất ảo nhưng éo ăn, hơi tiếc dành cho Pretty. Ngày hôm nay Pretty dứt điểm hơi nhiều đấy. Pretty mùa hot có vẻ như được nhiều huấn luyện viên tin dùng. Cụ CBO, ui giời, cụ phóng kìa. Tí nữa thì chúng mày ăn cứt với cụ. Kèo đấu Kendo 3 vs 3 tưởng chừng chỉ diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bây giờ đá 1 tiếng rưỡi chưa xong. Giải gì đấy anh? Đây là giải Fix for Fun bạn ạ. Thông tin của giải đấu có ở phần mô tả video. Nếu anh em quan tâm thì anh em bấm vào phần mô tả video. Nếu anh em không quan tâm đến giải đấu thì anh em có thể ngồi xem luôn cũng được. Gọi là tiêu hóa phần ngọn rồi, không cần hiểu phần gốc. Với loại hoa quả gì ăn ngọn nhỉ? Kevin! Quá đen! Đây là lần thứ hai mà khung gỗ của bên phía Detroit rung lên. Cú sút đầu tiên là của Bertie, cú sút thứ hai của Kevin. Với cá nhân tôi là người bán tay cầm. Á đủ vào rồi. Lần này thì đã không có may mắn tiếp tục dành cho Moya. Thủ môn Moya đã hai lần gọi là hú hồn hú vía thì đến lần này anh đã tắt điện. CR Bưởi pha dứt điểm bằng chân trái. Rất căng. 1-1. À, chúng tôi đang nói đến cái gì nhỉ? À đúng rồi. Với tư cách là người bán tay cầm thì anh em càng ức chế đập tay cầm nhiều thì tôi càng vui. Tựa game FIFA 4 rất handicap. Nhiều anh em ức chế đập tay cầm, mua tay mới, vui vãi cả đái. Nhưng mà các bạn chơi cái FIFA 4 này mà các bạn đã ức chế rồi thì có lẽ các bạn không chơi nổi FIFA 20. Với kinh nghiệm của mình thì đá FIFA 20 nó tàn phá tay cầm kinh khủng hơn nhiều. Tay cầm của mình chơi FIFA 4 đá cả năm chẳng việc gì, nhưng mà sang đá FIFA 20 có 2 tháng nó dão mẹ. Mà nó dão luôn cả 2 cái chứ không phải 1. Sạc pin đá liên tục. Và ngáo cả 2 tay luôn. Dù béo. Bên Hàn thì có vẻ là Benzema mùa 20 TI nó đang hot. Benzema TI TS thì phải. Việt Nam mình thì chẳng thấy ai dùng Benzema, thành ra là mình cũng không có thông tin nhiều. Anh em thích thì anh em mua thôi. Vì thường những cái người mà đã chơi Benzema là những người một là fan Real, hai là xây dựng tuyển Pháp. Mà đã là fan rồi thì cứ đắn đo nhiều làm đéo ấy. Đã yêu thích rồi, mua về dùng,
để tận hưởng cái cảm giác sung sướng được cầm thần tượng. Nó đã hay hay đã dở đâu còn quan trọng nữa. Bơ tí. Trận đấu này có lẽ sẽ lại thi đấu rất dài hơi. À, chính xác luôn. Khoảng sơn quan sát rất là tốt. AI thủ môn trong game FIFA 4 là rất ngu. Nó không chịu di chuyển mà nó đứng một chỗ rồi nó bay. Chính vì vậy mà những cái thủ môn mà cao to nó mới có lợi, bởi vì sải tay nó dài. Cái thằng thủ môn mà phản xạ nhanh ấy thì nó chỉ bay nhanh hơn so với thằng thủ môn phản xạ chậm thôi, chứ nó cũng không có cái động thái di chuyển. Nó không có động thái bước vài bước để cho cái khoảng cách bóng với tay nó ngắn lại. Đấy là AI của thủ môn FIFA 4. Thế cho nên nó mới có cái tiêu chí chọn thủ môn là cứ phải cao. Cao thì mới với tay bóng. Rất nhiều những thằng thủ môn khác như kiểu Ederson với Ter Stegen chẳng hạn, chỉ số phản xạ các thứ rất cao, nhưng mà với không tới bóng, là vì AI thủ môn trong này nó ngu vãi cả đạn, nó không có di chuyển. Các bạn đá FIFA 20 các bạn sẽ thấy nó khác. Nhưng mà FIFA 20 thì thủ môn cũng thuộc loại ngu. Thủ môn mà khôn có trong FIFA 17 là thủ môn khôn, sút khó vào. FIFA 13 cũng là một cái FIFA thủ môn nó ngon, khôn. Kevin. Những cái đường lên bóng chậm rãi của Léo Léo. Rình rập và dứt điểm. Kiểu đá này tương đối là một màu. Thế nhưng mà Léo Léo có những cái kỹ năng rất tốt để có thể câu kéo hàng phòng ngự đối phương vào đúng cái thế sở trường. Mané. Tí nữa thì có penalty dành cho Mané. Và tôi nghĩ rằng tình huống vừa rồi cũng khá may mắn dành cho Léo Léo. Bởi vì đa phần các trọng tài sẽ thổi pen. Thực ra trong game có mỗi một thằng trọng tài thôi, nhưng mà mỗi trận nó bắt một kiểu. Có trận thì hơi tí là pen, có trận thì đấm mãi không pen anh em ạ. Trọng tài này nó tùy hứng lắm, bắt kiểu vui vẻ. Bơ tí, ôi giời, đá bay bàn thắng. Pha dứt điểm của Pơ Tí kiểu không muốn đá nữa. Và cũng không biết nói gì hơn. Một lời chia buồn đến với những nỗ lực của đội bóng áo vàng. Giờ họ sẽ phải bước vào hiệp phụ thứ hai với gọi là sự thất thế về điểm số. Về cơ bản thì thủ môn trong FIFA là khá khôn, nhưng mà bởi vì nếu mà nó làm thủ môn khôn quá thì anh em bỏ game hết. Có một cái gọi là chân lý đến từ cái người làm game và quan sát game, đấy là game mà nó càng toxic, nó càng làm anh em ức chế thì anh em mới càng nạp nhiều tiền. Không phải là EA nó không có khả năng làm cái game hay hơn, mà nó cố tình làm game dở để cho các bạn làm nhiều tiền á. Mà thực ra là dở theo cái góc nhìn người chơi thôi. Còn đối với góc nhìn của nhà phát hành thì nó không dở tí nào cả. Bởi vì họ quan tâm đến lợi nhuận hơn là trải nghiệm chơi game của các bạn. Mình may mắn gọi là được tiếp xúc và cũng gọi họp hành với FIFA mấy lần rồi. Với EA mấy lần rồi. Thì tôi nhận ra là phản ánh thì nó cứ nghe thế thôi, nhưng nó có làm đâu. Mình với góc nhìn người chơi, mình phản ánh những cái điều mà mình nghĩ là game nó hay hơn, hấp dẫn hơn. Nhưng mà nó không quan tâm đâu. Nó chỉ hỏi cho vui thôi. Trưng cầu dân ý cho có vẻ dân chủ thôi bạn ơi. Còn nó không fix bao giờ. Eusebio. Bên nào cũng có Pơ Tí. Ui Mané này. Úi giời mẹ Mané, úi giời. Mané này cũng ngang ngửa với Mané của thầy giáo ba ấy nhỉ. Nhưng mà không là gì so với Eusebio đâu. Đầu tàu vẫn phải là cụ. Cái tầm Mané thì vẫn xách dép cho cụ thôi.
Đây rồi, cụ dứt điện. Úi, tí chết. Đấy. Cái hạt nhân nguyên tử trong đội hình của Detroit chính là cụ Eusebio. Dô béo đã phạt góc. Hay quá. Mané không vào. Mané có một đường truyền rất sắc sảo dành cho Son Heung-min. Vận động viên HND léo léo đã đái ra quần. Tuy nhiên là may mắn đã đến với thành viên HND. Cũng là một trận đấu mà bên Detroit dứt điểm rất nhiều, nhưng họ chỉ có một bàn thắng. Hơi đen dành cho team ILF. Và cũng rất cảm ơn ILF đã đến tham gia giải đấu lần này. Họ đã phải dừng bước ở vòng bán kết.